Người tự bốc cháy là một khái niệm giả khoa học, được miêu tả khi cơ thể người tự bốc cháy mà không phải do các tác nhân gây cháy khách quan từ bên ngoài. Trong thực tế, lịch sử đã ghi nhận những trường hợp tự cháy được xếp vào hiện tượng SHC. Và trong số bí ẩn chưa lời giải của tuần này, hãy cùng chúng tôi giải mã hiện tượng người tự bốc cháy. Hiện tượng người tự bốc cháy được gọi là Spontaneous Human Combustion và đã được mô tả nhiều trong các cuốn sách nổi tiếng với nhiều tình tiết bí ẩn không giải thích được. Thuật ngữ người tự bốc cháy hay Spontaneous Human Combustion đã trở nên phổ biến từ những năm 1800. Trong thực tế, có hàng chục tài liệu viết về hiện tượng người tự bốc cháy trong các tiểu thuyết vào trước năm 1900. Cụ thể, hiện tượng này khiến nạn nhân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bí ẩn. Tuy nhiên các chi, chẳng hạn như bàn tay, bàn chân hoặc bộ phận của chân thường vẫn còn nguyên vẹn. Phần thân và đầu bị cháy đen, không thể nhận ra và trong một số trường hợp hiếm hoi, các cơ quan nội tạng của nạn nhân không bị tổn thương. Hiện trường nơi nạn nhân bị thiêu cháy để lại ít hoặc không có dấu hiệu của đám cháy, ngoại trừ một vết dầu mỡ còn sót lại trên đồ đạc và tường. Ngoài ra, có mùi khói ngọt tỏa ra khắp căn phòng nơi xảy ra sự cố. Lịch sử của người tự bốc cháy có thể được bắt nguồn từ văn học thời Trung Cổ và một số người thậm chí tin rằng có một số đoạn trong Kinh Thánh đã đề cập đến nó. Trong suốt chiều dài lịch sử, hiện tượng người tự bốc cháy đã được ghi nhận ở rất nhiều nơi. Năm 1641, một thầy thuốc Đan Mạch có tên Thomas Bartholin đã mô tả nguyên nhân qua đời của một người có tên là Polonius Vortius trong cuốn sách Historiarum Anatomicarum Ratorium ở chương Các hiện tượng y học kỳ lạ. Vortius là một hiệp sĩ người Italia. Khi ở nhà của mình ở Milan vào năm 1470, ông đã uống một chút rượu mạnh trước khi xảy ra vụ việc. Năm 1673, tác giả người Pháp Jonas Dupont cũng đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề De Incidis Corporis Humani Spontaneis, gồm một tập hợp các trường hợp và nghiên cứu về chủ đề đốt cháy tự phát của con người. Ngoài ra, một sự việc nổi tiếng ở Pháp vào năm 1725 khi một chủ quán trọ ở Paris bị đánh thức bởi mùi khói và phát hiện ra vợ mình, Nicole Millet, đã biến thành tro khi nằm trên nệm làm từ rơm trong khi bản thân không bị bất kỳ ngọn lửa nào chạm vào. Bà Millet có tiền sử là một người nghiện rượu mãn tính. Tất cả những gì còn lại của bà sau sự việc là hộp sọ, một vài chiếc xương ở lưng và cẳng chân. Điều kỳ lạ là các vật dụng bằng gỗ được tìm thấy xung quanh không hề bị hư hại. Chồng người phụ nữ này thậm chí đã bị buộc tội giết người và ban đầu bị tuyên có tội. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, các thẩm phán đã đồng ý với sự bào chữa về hành vi đốt người tự phát nhờ vào lời khai của bác sĩ phẫu thuật Claude Nicolas Lecat. Lecat đang ở nhà trọ thì phát hiện mùi khói kỳ lạ trong ngôi nhà và thi thể của Nicole được phát hiện. Cái chết của người phụ nữ sau đó được tuyên bố là hậu quả của một chuyến viếng thăm của Chúa. Không chỉ được ghi chép lại như một hiện tượng y học, hiện tượng người tự bốc cháy còn xuất hiện trong văn chương và phim ảnh như một hiện tượng siêu nhiên. Trong đó nổi tiếng là cuốn tiểu thuyết Bleak House của Charles Dickens năm 1853, rồi đến các tác phẩm của Mark Twain, Herman Melville, Washington Irving. Sang thời hiện đại, Spontaneous Human Combustion còn xuất hiện trong các bộ phim, các chương trình truyền hình như The X-Files và truyện tranh Fantastic Four. Những câu chuyện bí ẩn về các trường hợp Spontaneous Human Combustion thường xảy ra rất kỳ lạ, nhưng chúng lại được phát tán đi mà không đề cập rõ ràng tới nguồn gốc tạo ra lửa hay những nguồn lửa ở gần đó có thể thiêu đốt con người. Hơn nữa, các nạn nhân thường tử vong do bị cháy ở tay hoặc chân, còn một số khác thì thường bị cháy ở ngực hoặc ở bụng. Một thế kỷ trước, người ta tin rằng hầu hết các nạn nhân Spontaneous Human Combustion có thể uống rượu say rồi men rượu đã bão hòa với các tế bào gây ra cháy. Đến năm 1970, một số người dựa vào lý thuyết của Freud giải thích rằng Spontaneous Human Combustion là do con người bị trầm cảm dẫn tới bốc cháy. Còn quan điểm khác thì cho rằng chính các vết đen, các cơn bão vũ trụ, vi khuẩn đường ruột sinh ra khí
hoặc thậm chí là sự tích của năng lượng làm cơ thể có thể tự bốc cháy. Tất cả những lời giải thích trên chỉ là giả khoa học và không có bằng chứng thuyết phục. Thực tế các cơ quan của cơ thể người có 60-70% là nước, không thể bốc cháy được. Nếu có người thực sự bốc cháy khi không gần nguồn lửa thì ngoài những nạn nhân kể trên phải có những nạn nhân spontaneous human combustion khi đang bơi hay lặn biển. Song tuyệt nhiên không có trường hợp nào như thế này tồn tại. Sau khi điều tra kỹ lưỡng cho thấy nhiều tuyên bố về hiện tượng người tự bốc cháy vẫn là một bí ẩn, không ít nạn nhân spontaneous human combustion bị cháy cả quần áo và những vật dụng cũng như môi trường xung quanh. Về mặt pháp y, lửa thì những vụ cháy này hoàn toàn có thể do những vật dụng trong nhà như thảm, giường, ghế sofa đã bắt lửa lan sang phần còn lại của căn phòng và gây tử vong cho nạn nhân. Cho đến nay đã có khoảng 10 trường hợp từng tuyên bố là spontaneous human combustion được nghiên cứu một cách chi tiết. Theo nhà nghiên cứu Joe Nicken đã phân tích trong cuốn sách Real Life X-Files rằng tất cả các trường hợp đó không bí ẩn như người ta vẫn nói. Hầu hết các nạn nhân là người cao tuổi, sống một mình và ở gần ngọn lửa khi họ qua đời. Một số đã được nhìn thấy lần cuối cùng khi uống rượu và hút thuốc. Nếu người đó đang ngủ say, ốm yếu hoặc không thể đi lại được thì quần áo của họ có thể hoạt động như một loại bấc. Hầu hết những người này mặc các quần áo chứa chất dễ cháy như bông, sợi polyester trong một thời gian dài. Khi các chất béo của cơ thể tiết ra kết hợp với quần áo thì sẽ tạo thành một nhiên liệu rất dễ cháy lúc gần lửa. Ngoài ra, còn một số người bị tuyên bố là spontaneous human combustion do nhầm lẫn với hội chứng Steven Johnson. Trong trường hợp nặng, hội chứng này có thể gây ra các bệnh ngoài da khi phản ứng với một số thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau, gây ra những vết bỏng nặng có thể gây tử vong cho nạn nhân. Nếu spontaneous human combustion là một hiện tượng thực sự, tại sao nó không xảy ra thường xuyên và phổ biến ở hàng tỷ người trên thế giới? Thậm chí, chưa có bằng chứng ghi hình lại hiện tượng này. Nếu có một cơ chế tự nhiên, thì tại sao nó cũng không xảy ra ở các động vật khác như bò, chó, voi hay chim? Cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này vẫn còn là một ẩn số.